Đây xin giới thiệu với các bạn một cái bộ trường rất là khủng long đấy, mà sản xuất ở làng nghề Mỹ Nghệ Nhân Khang Lý Nhân Hà Nam. Bộ này là 2m57 chiều vang dài. Đây một bé nhà mình đây đang ngồi đây, một bộ này rất là khủng luôn, sản xuất bằng gỗ lim Nam Phi. Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay là ngày 29 Tết. Đây nhà mình có về quê để ăn Tết đây. Mình ra nhà ông anh đang sản xuất trường kỷ làng nghề Mỹ Nghệ Nhân Khang Lý Nhân Hà Nam. Đây là thôn 3 xã Nhân Khang đấy, xưởng Đức Lưỡng đấy, Đức Lưỡng Nhân Khang Lý Nhân Hà Nam thôn 3, trước là xóm 5 đấy. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết những cái sản phẩm của cái xưởng này để gửi tới cô chú anh chị các bạn yêu đồ gỗ mỹ nghệ, đặc biệt là trường kỷ trên khắp mọi miền đất nước. Ai có nhu cầu mua trường kỷ giá xưởng ở làng nghề thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của chủ xưởng là anh Lưỡng, mình có để ở cái bảng mô tả của video này cộng mấy cái phần bình luận để liên hệ trực tiếp hỏi thông tin và mua sản phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết những cái sản phẩm ở xưởng này và báo giá công khai tại xưởng, ông chủ báo giá công khai luôn để gửi tới cô chú anh chị các bạn cập nhật, ai có nhu cầu thì mua. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết nhá. Đây mình sẽ quay một vòng các cái sản phẩm trường kỷ ở trong xưởng, trong thì cũng sản xuất rất là nhiều. Bưng ra đây, đây là những cái bộ mà cận Tết quá đấy, chưa có thể là chuyển cho khách hàng được đấy. Hôm nay là 29 Tết nhá, 29 xưởng đã nghỉ rồi, mình có qua chơi thì mình quay luôn đấy. Xưởng hồi trước là rất để rất là nhiều ở trong nhà nữa. Mình có quay một vài cái video hình như mùa hè, đợt hè ấy, mình có quay một hai video là ở trong nhà trong, nhưng mà những cái hàng đấy là đã bán hết rồi. Bây giờ là quay những cái sản phẩm còn lại trong Tết mà chưa kịp giao cho khách, mà chưa kịp bán đấy, và những một số bộ rất là khủng. Các bạn nào mà có thích những bộ như thế nào thì có thể là mua, nếu mà gọi điện còn, còn không thì có thể là đặt hàng cũng được. Ông chủ là ship toàn quốc nhá, báo giá là báo giá mộc ở đây và chưa tính tiền vận chuyển. Từng thành, từng khu vực thì sẽ có giá vận chuyển khác nhau. Đấy. Là giới thiệu các bạn, đây là một cái bộ trường kỷ gọi là siêu khủng, chỉ có sản phẩm ở làng nghề của mình mới đóng thôi. Đấy, cái kích thước của cái ghế này này, ghế dài này là 2m57. Ván là cái cuốn này là cuốn tay là 12x20 đúng không? Đúng rồi, 12x20. Đây, cái cuốn này 12x20. Cái đoạn đầu lúc mình có quay đấy thì thằng bé thì mình ngồi lên đấy là lọt thỏm ở trên cái vai ghế luôn đấy, là bốn bức vách đấy. Mà cái mặt bàn này bao nhiêu anh nhờ, anh đo cái mặt bàn mặt ghế quên đấy, mặt ghế 57 phân đấy, 57 phân. Đó. Cái này dày mấy phân không, đấy là khung mặt. À, khung mặt chứ còn ở trong thì ván điếm 4 phân à? 4 phân đục tùng cúc trúc mai nhá. Đây là đầu đục kênh bong này. Đấy các bạn xem là kênh bong là cũng nghĩa là nó như kiểu 3D á, nó giống 3D đấy, nhìn nó xuôn qua ở trong. Còn một số cái là sản phẩm nó sẽ không đục kênh bong, như đây đục kênh bong ha. Cái này là đục nhá, đục bằng tay đấy, đục bằng tay sửa hoàn toàn. Gỗ này là gỗ lim Nam Phi, tùng cúc trúc mai đây. Đấy, cái này là bông đây là trúc này. Đấy, kia là cúc này. Đây là cúc này, cái kia là cây mai, đây là cây tùng này. Đấy, cái ghế biểu tượng cho bốn mùa của một năm là xuân hạ thu đông đấy, là tùng cúc trúc mai, rất là đẹp. Đây, một bộ này là bộ đại như này, gọi là siêu đại này. Là gồm có hai cái ghế đây. Đây các bạn nhìn mặt ghế này. Mặt ghế nhìn cái mặt này. Đấy, phần viết này. Đây là con hoàn thiện gọi là thô đấy đúng không? Đấy, bộ này hoàn thiện thô thôi. Một bộ gồm hai ghế này nhá và một cái bàn. Đây, bàn bác để trên này rồi. Thì cái bàn này là kích thước bao nhiêu anh? 71 m/7. Là chiều ngang này là 71 này, 71. Và chiều dài của cái bàn là 1m47. Đấy. Bàn và một cái đôn kẹp. Gọi là cái đôn này. Đôn này là kích thước 71. Kích thước là chiều ngang này là 57. 57. 57 là bằng cái ghế đúng không? Bằng mặt ghế. Và 71 chiều dài bằng bàn. Cái này là bộ gọi là siêu đại.
Cái chân của cái ghế này là rộng bao nhiêu anh? 12 phân. Chân rộng 12 phân. Một số bộ thì người ta làm chỉ này, nhưng mà cái bộ này quá đại đâu. Không thi công chỉ mà để này nó dáng là giống hàng cổ đúng không? Chân là gọi là chân gì đây nhỉ? Chân tiện à? Đó, rất là đẹp. Gỗ này gỗ nên Nam Phi. Nếu mà cái bộ thô như này thì bên xưởng mình bán bao nhiêu tiền anh? 48 triệu. Bộ 4 món gồm 20 ghế, một bàn và một bàn kẹp là 48 triệu bộ thô. Nếu mà sản phẩm này mà hoàn thiện hết mà người ta chỉ về người ta kê không thì bao nhiêu, thêm bao nhiêu nữa? Hoàn thiện thêm bộ này 5 triệu. Thêm 5 triệu nữa, 48 là thành 53. 53 triệu một bộ sản phẩm siêu đại. Gỗ lim, hàng tuyển chọn, đục theo làng nghề. Đấy, 2m57 là 48 triệu hàng thô bán tại xưởng. Nếu mà ai mà muốn mua thô này về thì sẽ cộng với tiền vận chuyển nữa, tùy từng tỉnh thành khác nhau thì sẽ có giá vận chuyển khác nhau, thì sẽ liên hệ với chủ xưởng thì sẽ báo giá trực tiếp. Còn nếu ai muốn mua hoàn thiện thì tưởng mua hoàn thiện thì cộng thêm 5 triệu nữa, 48 cộng mới 5 là 53 triệu là một bộ. Hiện tại đây là có hai bộ này, hai bộ là siêu đại, kích thước rất là lớn. Đấy, hai ghế một bàn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào phần trong. Phần trong này là gỗ gì anh? Cái này cũng lim hay là gỗ cũ? Hàng này hàng cũ. Cái này là chưa nhá, cái này là chưa, hàng chưa làm này, chưa xong này, chắc là đến Tết rồi là sợ nghỉ này. Đấy, mới làm mới chỉ có đánh được còn nửa này. Nửa của cái này là gọi là gì quên. Chưa trà lại. Cuốn. Đó, chưa trà đấy. Hàng thô đấy. Là gỗ này là gỗ hàng đại đấy đúng không? Hàng này 2m17 anh. 2m17, hàng gỗ 2m17. Đây cũng vậy đúng không? Cũng gụ đúng không? Hai bộ này giống nhau đúng không? Đây đây, bộ này đã hoàn thiện rồi đây. Hoàn thiện thô đây. Là bộ gụ 2m17. 2m17 là cái này là đục theo kiểu là lân à? Sen cò lân. Đấy, đục thủng nhá. Hàng này đục thủng hai mặt như nhau hay là đằng sau không có ấy? Hai mặt như nhau. Hai mặt như nhau, đục hai mặt như nhau như các bạn xem nào. Đục hai mặt đều như nhau. Đấy, hàng này hàng đại, chân 11 chỉ. Chân 12 chỉ. À, chân 12 chỉ luôn à. Đấy. Hàng yếm này nhìn đẹp nha. Đấy. Yếm xuống màu rất là đẹp nha. À, nhìn đen như kiểu gỗ mun ấy nhỉ. Yếm đen như đánh giáp cái lót. Đấy, đánh giáp cái lót. Là cái bộ này nếu mà mình hàng 2m17 gỗ cụ này mình bán tại xưởng là bao nhiêu? Hàng bọc này là 32 triệu. Ông chủ nói là 32 triệu là hàng dao mộc như này. Còn nếu mà người ta hoàn thiện thì nữa là thêm mấy triệu nữa anh? Cộng 3 triệu. 32 là thành 35 triệu một bộ. Gụ. Gụ này là hàng xịn đấy nhá. Đấy, gụ này là gụ Lào hả? Gụ Lào đấy nhá. Các bạn nhìn mặt ghế này. À, camera nó hơi xấu nên mình không có thể quay được nhìn tất cả những cái vân mà nổi lên gỗ được. Đó. Là 32 cộng bên là 35 đúng không? Hoàn thiện là thêm 3 triệu là 35 triệu. Đấy, đây là hàng gỗ cũ nhá. Có mấy bộ như này luôn. Còn hàng 3 bộ như này. Đấy, còn hàng trong này là gỗ gì anh? Hương đá. Hương đá. Đây, hương đá này, hương đá này mà mình đổ nước lên hoặc là mình ấy là nó mới vân, nó mới nổi đúng không? Đây đây. Đây là hương đá. Hương đá cũng là bộ đại đúng không? Bộ này là 2m37. 2m37. Chiều băng dài nữa là từ bên này nó là 2m37. Ván là cũng lớn ha. Chân là cũng 13 chỉ à. Chân 13 chỉ này các bạn nhỉ. Đấy, chân 13 chỉ. Chân 13 chỉ. À, đục cũng là tùng cúc trúc mai 4 ván luôn. Còn cái hàng lúc nãy gụ là chỉ có 3 ván thôi nhá. Đục sen cò chỉ có 3 ván, nhưng mà cái này là đục cũng là kênh bong này, 4 ván. Hương đá này, hương đá này nếu mà mình bán là bao nhiêu? Hàng mộc như này này. Mộc này 31 triệu. 31 triệu gỗ hương đá. Hương đá thì nếu mà so vân này sẽ đẹp hơn gụ đúng không? Nó sẽ nổi hơn. Đấy, mà hàng này hàng to nhá, hàng 2m37. 2m37 mà hàng này là giá gần xem nhau đúng không? Còn hàng này là gỗ dâu à? Gỗ dâu là ở rừng mới có chứ ta. Ít khi nghe cái gỗ này nhỉ. Hình như mới à? À, siêu rẻ à? Đây. 2m17. 2m17, hàng này gỗ dâu nhưng mà cái này là không đục kênh bong nhá các bạn nhìn này.
không đủ kích bong là nó sẽ như kiểu là máy nó CNC làm thôi. À, cái này nó không có bong này, nó sẽ nhìn như kiểu 2D là mình trực nhìn trực tiếp. Còn kênh bong nó như nhìn 3D ấy, lại nhìn xuân ở trong được. Cái này cũng là tùng cúc trúc mai nhưng mà cái này là hàng không kênh bong. Đấy là 2m17 đúng không? Nếu bộ bộ này có dâu là anh bán là xưởng là bao nhiêu? 12 triệu 500. Hàng đại bằng gỗ dâu, đục theo chuẩn làng nghề, hơi bị đẹp luôn. Nhưng mà không kênh bong là chỉ có 12 triệu 500. Tại xưởng đúng không? Hàng tại xưởng, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm hoàn thiện, trà nhám, phun PU. Đấy, ai muốn mua khô này thì mình bán. Còn đây là bên này là gụ đúng không? Gụ đại đấy, 2m17. Nhưng mà cái hàng này nó làm khác hàng kia đúng không? Hàng phổ thông, hàng kia là mình nó 32 đúng không? Cái này là hàng này sẽ rẻ hơn này đúng không? Đúng. Hàng này hàng không kênh bong này, hàng này là gỗ nhá, cũng chất liệu gỗ như nhau. À, cũng là đồ gỗ nhưng mà hàng này là hàng phổ thông hơn, là không đục kênh bong. Đơn giản là cũng 2m17 thì cái bộ này anh bán bao nhiêu? 16 triệu 500. Đấy chưa? Các bạn nhá. Tất có cùng loại gỗ, cùng loại trường, cùng kích thước nhưng mà giá thành nó rất là khác nhau. Đấy, nên các bạn cứ bảo đồ rẻ, đồ đắt ở đây đều có hết, đều loại. Bộ lúc đấy là 32 triệu đúng không? Cũng là gụ, cũng 2m17. Mà bộ này cũng 2m17, cũng có gụ nhưng mà giá chỉ có mấy 16 triệu 500. Mà bộ kia 32 triệu, đó. Đúng không? Cứ là ai bảo vào trường y chang. Mà bộ này là cũng 2m17, gỗ dâu chỉ có 12 triệu 500. Đấy, rất là rẻ. Đây còn nữa cũng là gỗ như vậy đúng không? Cũng kích thước như vậy. Đây bác đang để bác ngồi uống trà này, các bạn nhìn xem này. Khi mà có ánh nắng lên nhá. Đấy. Khi mà ánh nắng mà ở buổi chiều đấy. Đấy. Đây là các bạn nhìn xem. Nó vân nó đẹp chưa? Như kiểu là da báo luôn. Đấy, hàng này là ngồi mấy chục năm không thành vấn đề gì. Đây lúc đấy là mình có nhảy qua mình cái ghế mình có trèo qua ghế đấy. Đây các bạn nhìn xem. Đấy. Đây là hàng này là cũng hai, hình như hàng BF 2m đúng không? Hàng chung 2m. Hàng chung 2m. Đục cũng là sen cò lân. Đó. Sen cò lân là cái bộ này là hàng gỗ Vũ Ta Quảng Bình nhá. Vũ Ta Quảng Bình 100%. Đó. Thấy chưa? Vũ Ta Quảng Bình. Bao này bác cái hàng ngồi vô tư. Con ra ngoài đi. 2m. Đấy. Chiều này là 2m này. 2m. Thì cái bộ này là gỗ Ta Quảng Bình này, bộ chung này 2m này mình bán ở xưởng là bao nhiêu? Cái này hình như là có full. Cái này hoàn thiện 50 triệu. Là hoàn thiện 50 triệu. Cái này là full chưa hay là chỉ lót thôi? Mới lót không. Đây này, hàng này mới lót không nhá. Đấy, hàng này mới lót thôi. Có hai ghế. Hai ghế một bàn. Đây các bạn này, bên nhìn này là hơi nó tối nhá. Đấy. 50 triệu, hoàn thiện là 50 triệu. Bộ 2m. Nhà nào mà nhà ba gian mà làm gỗ, nhà gỗ mà kê bộ này thì không, thôi rồi không phải nói. Bộ vừa phải. Còn nhà lớn thì các mình sẽ kê bộ kia. Đấy, đây là gỗ Vũ Ta Quảng Bình. Nói chung hàng nào cũng có. Hôm trước mình quay mấy bộ ở nhà trong. À, còn bên này. Đây, à còn bên này nữa. Quay lốt bên này luôn. Đây, một bộ này thì là gụ nè. Đây là cũng gụ nha, nhưng mà gụ này là cũng là hàng đại đúng không? 2m17. 2m27. À 2m27. Đây nhưng mà bộ này là bộ kênh bong nhá, các bạn nhìn nha. Đấy. Nó đắt nhau, thứ nhất là gỗ này, chất liệu gỗ này, kích thước này và cái độ lớn của cái chân. Chân này là chân 13 chỉ. Đó. Mỗi một chỉ nó sẽ hơn nhau mấy ly anh nhỉ? 7 hay 8 ly? 6 ly. À 6 ly, hơn nhau 6 ly. Đấy. Là bộ này là 2m27. Gụ. Đó. Cái bộ này thì mình bán bao nhiêu tiền? 35 triệu. 2m27, hàng đục kênh bong, chân 13 ly. Đó. Giá có rất là nhiều giá khác nhau đúng không? Đó, để bây giờ bên này, bên này là nếu mà anh chị em nào, cô chú nào mà có nhà nhỏ mà phù hợp với hàng phổ thông nhưng mà phổ thông theo tiêu chuẩn làng nghề nhá, chứ không phải phổ thông theo kiểu hàng chợ đâu. À, tất là nghề là đóng đều mộng mẹo hết nha, vân viết là ngon lành luôn, đều tuyển chọn mặt miếc là như nhau luôn. Đó. Mặt vân
đục sắc sảo, là nghề mấy chục năm trong nghề rồi. Bác Lưỡng bao nhiêu năm trong nghề đóng trường rồi? 30 năm đấy, 30 năm trong nghề chỉ đóng trường rồi đấy. No. Hàng này là hàng bộ nhỏ đấy đúng không? Bộ này là kích thước bao nhiêu? 2 mét. Có một số chỗ hình như là 1m97 đúng không? Nhưng mà đây là 2 mét này. Có nghĩa là cái từ mình nó tính từ cái mép này đúng không? Từ mép này sang cái mép kia là 2 mét. Chân là chân 9 chỉ. Đó, chân 9 chỉ. Đục sắc nét luôn nhá, các bạn nhìn xem này. Đấy, quê đục sắc nét luôn. Yếm sắc nét luôn. Rồi nhưng mà cái này là cũng kênh bong luôn đấy hả? Cũng kênh bong luôn. Tùng cúc trúc mai. Này chỉ có 3 ván thôi tại vì là hàng nó ngắn. Là bộ này nếu mà mình bán giá sỉ là bao nhiêu anh? 13 triệu một bộ. 13 triệu là bộ thô như này nhá. Đây là thô như này, là trà nhám thô như này thôi. Mình sẽ nhìn được tất cả những cái thớ gỗ, gỗ rác, gỗ giếc hay gì là mình biết hết. Ở làng nghề là đóng là đảm bảo bao luôn, không có mắt, không có rác, không có chắp. Đấy. Là hàng 100%. Đấy, còn ai nếu mà hoàn thiện thêm mà người thì bao nhiêu tiền nữa lấy bộ nhỏ như này? 2,5 triệu. Đấy. Giá là cộng là bao nhiêu nhỉ? 12 triệu rưỡi đúng không? Là 15 triệu. 15 triệu 500 một bộ. Chưa tính vận chuyển. Đấy, nếu mà hoàn thiện là 15 triệu rưỡi, chưa tính vận chuyển. Vận chuyển thì tùy từng khu vực. Nhưng ví dụ mà khu vực miền Bắc này là khoảng bao tiền để vận chuyển một bộ? Khoảng từ 800 đến 1 triệu. Đó. Nếu mà khu vực miền Bắc là từ khoảng 1 triệu một bộ. Đó. Khu vực miền Nam từ 1,8 triệu đến 2 triệu. Đấy, còn miền Nam thì là từ 1,8 triệu đến 2 triệu một bộ. Vận chuyển ra này, mua càng nhiều thì sẽ càng rẻ. Đó. Tất cả đây là đều là giống nhau đúng không? Đó. Đó. Còn loại này lại rẻ hơn loại này nữa hả? Đúng rồi. À. Đây, loại này nó cũng gụ luôn đúng không? Cũng gụ như nhau. Gụ kích thước cũng là 2 mét, cũng 3 ván luôn, cũng chân là 9 chỉ luôn. Đây, các bạn nhìn xem nào. Đấy. À, đục sắc nét, gỗ giếc là đều màu luôn. Đó. Thì cái bộ này nếu mà không khác nhau có mỗi là cái kênh bong mà không kênh bong này. Là cái yếm này là cái bộ này là anh bán bao nhiêu? 12 năm. Cái này 13 đúng không? Hơn nhau 500 ngàn. Đó. Y chang như nhau. Đấy, nếu mà cô chú anh chị các bạn trên khắp mọi miền đất nước có nhu cầu mua sản phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ, đặc biệt là trường kỷ đó, thì có liên hệ đến chủ xưởng. À, đây là cơ sở đồ gỗ Đức Lưỡng đúng không? Đức Lưỡng. Số điện thoại của chủ xưởng của anh Lưỡng thì mình có để bảng mô tả của video và cái phần bình luận của video. Xưởng của anh ở hai cái xưởng, một xưởng là ở thôn 3, một xưởng là thôn 6 cùng với thôn của mình. Đấy, là anh chị cô chú anh chị các bạn mà ủng hộ làng nghề quê mình thì mình rất là vui. Đấy, mình ở miền Nam thỉnh thoảng mới về quê, giờ là về quê ăn Tết đây nên mới quay cái xưởng của anh á để gửi tới cô chú anh chị các bạn. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của anh Lưỡng nhá. Đây đây, đây là số điện thoại này. Đấy, cơ sở này. Đấy, Đức Lưỡng này. Đây là toàn bộ cái xưởng ở ngoài thôn 3 của anh Lưỡng này. Đấy. Còn xưởng ở trong thôn 6 thì mình có thể là khi khác mình quay. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video về làng nghề mỹ nghệ thôn 6 Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam ở những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú, anh chị, các bạn trên khắp mọi miền đất nước có một mùa một năm mới xuân Quý Mão luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi, xin chào.